Xin chào các cụ ông cụ bà, các quan viên hai họ đã quay trở lại với channel của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi lại mang đến những video tấu hài xuyên lục địa để phục vụ các cụ ngày hôm nay nha. Quá là xuất sắc luôn. Ui dồi ôi, một pha ghi bàn cho đội mình gọi là quá chi là hoàn hảo đến từ vị trí của thủ môn đội bạn. Đúng là không sợ đối thủ mạnh mà chỉ sợ đồng đội uống nhiều sữa bò. Là hơi ngu. Thôi thì các anh cho thì em xin nhận nha. Rồi cứ thế mà tiếp tục phát huy. Người ta trước khi ra chân như là phải nghiên cứu, suy nghĩ kỹ gọi là cái lối chơi của đối thủ các kiểu. Tôi cái cha nội này ấy, dành cả thanh xuân để bộc lộ cái dây dày. Úi dồi ôi, còn miếng tôn trọng nào ấy, dành cho đối thủ không vậy hả má? Người ta bất mãn không muốn nói gì cái kia. Đúng này, tất cả đều đúng. Đúng, 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 hợp lý. Ôi dồi, slow motion thì cứ như là phim gọi là nguyên tình nhỉ. Và vào nhau một giây là nhớ nhau cả đời. Ai chà, pha này căng nhở. Ai này. Ở đây là sân chơi bóng đá nha, không phải là bóng chuyền nha anh trai ơi. Cất cái tay vào đi. Oh my god. Khó, chết mẹ mày rồi con. Cho mày chết này, chết mày chưa này. Úi dồi ôi, ai kêu mày ngựa hả hả? Tao nói cái pha này nó vô lý lắm đấy các cha. Làm gì mà coi được cái gì? Đang đánh quần vợt thì lộn sang cụ nó lại cầu lông. Hơi lác một xíu chứ không có gì đâu nha. Quả sau bố mày hứa bố mày sẽ làm lại. Anh lừa mấy chú cho nó vui thôi. Úi dồi ôi, chứ mấy cái này sao mà làm khó anh được nha. Không khó được nha. Thôi, về nhà ông tự chơi mình đi nha. Ôi dồi ôi, ông mà đứng đây rồi hồi nào tôi mới ghi được bàn hả? Úi dồi ôi, có xíu lương tâm được không hả? Ê, nhầm, cha ơi, đây là lưới nhà mình. Ôi dồi, rồi, xong luôn nha, hay quá đi. Lúc cần bon chen thì sao mà không làm vậy đi hả? Kiểu gì? Lần đầu ấy, người ta được mặc áo này lên là còn nó hơi bỡ ngỡ. Ôi dồi luôn đấy nhá. Đấy, ôi dồi mặc luôn dùng từ đầu cho nó có phải nhanh hơn không? Vâng, nhìn cái pha này là tôi lại mường tượng đến các cái con quỷ tình yêu lao vào đời tôi. Lúc tới hết mình, lúc là vào vào nhau thì lại hết hồn. Mời đến. Đấy, nhìn đường bóng cho nó kỹ vào nha. Cái gì đấy? Ôi trời ơi, đã bảo là kết hợp ăn ý rồi mà. Cái gì mà cứ như bỏ của chạy lấy người thế hả? Vâng, ơi chuẩn bị đón bóng vừa kiến tạo cho tôi này nha. À đù, ôi chết dở, lố xíu. Anh ra cho em xin lại quả bóng nha. Nope. Ai cũng có những sai lầm mà. Ôi ôi. Mấy quả này nó cứ bị dễ với anh thôi. Ui, hơi lắc một xíu. Cái này nhá, xem anh ném cái này nha. Đây. Ui dồi, chạy nhanh nha chú em ơi. Ui, cái gì nhỉ? Ui dồi, có ai làm cái gì đâu. Nó nằm chỏng gó lên cái kia hả? Làm sao? Nó làm mình bối rối à? Đừng thấy hoa nở mà lại ngỡ mùa xuân nó về nha. Ôi dồi, tao yếu nhưng mà anh em tao là hơi bị gấu nha. Thua keo này tụi cao là bày keo khác liền nha. Ôi thôi, chết dở rồi. Miếng ăn tới cái alo rồi mà là còn đá ra nó mới đau cái chân này. Chắc đúng là đúng. Nhân cách thứ hai. Với chứ người bình thường thì làm sao mà có cái pha xử lý nó để đi cụ nó thẳng lòng đất thế này được. Ôi dồi, bố ai mà đỡ nổi hả?
Thì bóng đã vào chân anh ấy. Chết quên. Chị đang chơi bóng rổ. Rồi xong. Thằng này nhanh thế nhỉ. Rồi vào rổ luôn rồi hả? Ôi dồi ôi. Nước đi hơi sai. Cho đi lại được không hả? Ủa cái gì đấy? Âm mưu gì đấy? Ôi dồi ôi này nha. Chơi nghiêng túc một tí. Không có cái kiểu mà bày trò đâu nha. Thấy hơi hoang mang của Hồ Quỳnh Hương nãy giờ rồi nha. Muốn gì thì cứ nói tuyệt mẹ mày ra đi, vòng vo Tam Quốc mãi rồi đến là mệt. Ủa ôi, sự nghĩ thì quả bóng nó đỉnh cao thế này thì ai mà dám phá nồi. Tôi đừng có mà trách anh làm gì. Nhà nói chơi đỉnh của chọp thế kia thì chỉ có 10 thằng như anh cũng chịu nha. Ôi dồi ôi, không có ý kiến gì ở đây à? Không ý kiến gì hết nha. Cái gì đấy? Ý, sao lại bày đường cho hươu nó chạy thế nhỉ? Rồi xong luôn, vào bố nó rồi còn chưa hỏi han cái gì nữa. Anh đã bảo là chú cứ đứng đấy, anh truyền cho rồi cơ mà. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu riêng. này, chơi nghiêm túc nhưng không có cái kiểu mà nhây nha nha nha. Truyền lẹ lẹ đây là người ta đợi từ nãy giờ rồi này. Cà chớn quá thể đấy nha. Có biết là vậy mắc rồi không hả? Thôi đã bỏ ngay đi nha, nghe chưa, nghe chưa. Ôi dồi, quỷ sứ. Cảm ơn các bác đã ủng hộ video của chúng tôi ngày hôm nay nha. Ôi dồi ôi, thấy video hay và hấp dẫn thì thôi đừng có mà bỏ qua cái công đoạn là like và subscribe nha, để đón chào những cái video nó còn hấp dẫn hơn nữa nha. Còn bây giờ thì Chi Hiếu xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.